Đây, em chào tất cả anh chị em. Hôm nay em lên con khoan qua bàn mini cho anh chị nè. Về xài gia đình. Con này, cái này của Nhật nha anh chị, không phải bao khoan chợ luôn nha. Họ nhìn đầu này kẹp đẹp ghê không? Nhìn đầu thấy chắc cú ghê không? Cái đầu này đi mua không mấy trăm ngàn á, em thấy người ta bán mấy trăm ngàn á anh chị. Cái này mấy ly ta? Biết không? Em coi thử. 13 ly đúng không? Rồi 13 luôn anh chị, bự chà bá luôn. Ấy da. Cái khoan nhỏ mà đóng vô cái đầu bự với ta. 13 ly anh chị nè, lọt ngon giữa em lọt luôn nè. Quá đẹp luôn. Cái đầu kẹp này không hai trăm mấy ba trăm ngàn, bữa em thấy bán nè. U ly rồi nó còn đầy đủ hết luôn anh chị ha, đầy đủ hết. Cái này hồi nãy là em xịt rồi bảy rồi nè, nó bị xét á ha, còn mới đẹp luôn anh chị ha. Thì hôm nay bán rẻ cho anh chị thôi, nhanh tay nha anh chị. Bây giờ anh chị điện máy bơm hơi em quá trời điện luôn, con cái máy bán điện quá trời nè. Công tắc ở đây nè anh chị, cái này là dây nó có nhiêu rồi nha, em test thử nha. Điện 110 nha anh chị. Di động còn đủ ép luôn nè, phải không? Thông số nè. Trong nó đóng bụi cho anh chị vệ sinh là đẹp lắm nha. Thông số nè anh chị nhìn giùm em ha. Carbon nhiều quá ta. 200 320W chứ 290W. Nè, tắt nè. Nè, bật tắt đây. Còn này đó nghe anh chị nè, bật nút này nè, trong đây công tắc của cái hộp này nè. À, bữa nay anh chị nào chuyển đủ thì không có bao ship đâu nha anh chị, cái này là không có bao ship nha, vậy là bán không có lời luôn anh chị. Bán cái này lời được, bán cái khoan lời được 150 à, chuyển đủ tặng vô cái nè. À, không ăn luôn rồi, ổ điện không ăn anh chị. Cái chủ ghế nó cầm cái điện thoại anh cái nhé. Đây cho anh chị xem nè, nè cái ổ điện nè, nhìn anh chị nhìn ổ điện nha, đó thấy không? Cái đèn 110 nha, ổ này nè, ổ này anh chị ghim 220 là nó có bóng đèn nha, nó có bóng đèn ở đây nè anh chị, bóng đèn đỏ chỗ tay em nè. Cái này đồ xịn luôn nha, không phải đồ dởm đâu nha anh chị, đồ xịn mà nó xuất tại Hà Bá nè, Trung Quốc, nhưng mà nó vẫn là điện 110 nha anh chị. Nè anh chị nhìn cái này 220 không có này đâu, nhìn là biết rồi. Nhìn ru nó chạy im du và dù luôn, em không nghe tiếng động luôn, lên xuống bình thường anh chị. Cái này lỏng quá không buông được, dịnh hồi nghĩ vừa có má ơi luôn, qua tết rồi, qua tết qua tết cái gì vậy. Má chạy em ru anh chị, ở dưới đất nó kêu bập bập nè, lên xuống bình thường anh chị ha, lên xuống bình thường. Nó cái đầu ăn ganh không là biết nhiêu tiền anh chị đó. Thì đây nè qua lại bình thường ha, quay trái quay phải ha, bình thường anh chị nhìn nè, nó chưa có dấu khoan là anh chị biết nó mới tới cái nào rồi ha. Em cho anh xem, bán rẻ cho anh chị về xài thôi chứ giá thị trường thì ta bán chắc cỡ 2,2 triệu đó anh chị. À, em bán đại anh chị, bán chưa rưỡi thôi, gom tiền lấy máy phun phân, máy xịt thuốc về quá trời món tiền lấy luôn, đúng buồn luôn. Bữa giờ bán máy không được vậy luôn, ới luôn, khổ thiệt chứ mẹ. Nó nhà mướn với nhà em cầm luôn rồi. Đây 1,5 triệu không bao ship nha. À, chuyển đủ đây, quay đây nè, chuyển đủ tặng cho cái này luôn. À, nhìn thấy là thấy ghê không? Ở ngoài bán không rẻ đâu nha anh chị, trăm mấy nha. Đó. Tặng cho này. Nó thấy không? Nè nó có cái lợi nữa nè. Anh chị đè vô gì không sao đâu. Đây nè. Cứ ngắt à. Cứ ngắt luôn. Dịch cứ ngắt à. Rồi, chị cần liên hệ em ha. Nguyên khoan bàn 6 tắc. À quên, nó khoan này 6 tắc nha anh chị. Điện 110 nha. Đó, bán rẻ 1,5 triệu thôi. Nhanh tay nha anh chị. Chậm là người ta hốt mất tiêu á. Em nói thiệt á. Mấy khoan này. Rồi, rồi thôi em chào nha.